Xe taxi bay do nhà sản xuất xe điện tử Trung Quốc Spanink chế tạo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyến bay thử nghiệm taxi bay diễn ra trong bối cảnh công ty Spanink hướng tới việc tung ô tô bay chạy điện ra thị trường quốc tế. Chuyến bay thử nghiệm không người lái kéo dài 90 phút ở Dubai hôm 10 tháng 10 được đánh giá là đã hoàn thành các mục tiêu thử nghiệm, đồng thời được nhà sản xuất mô tả là cơ sở quan trọng cho thế hệ ô tô bay tiếp theo. Mẫu xe bay này không phát thải carbon, được trang bị hệ thống bay tự động và cả điều khiển bằng tay. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Xpeng là một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất của Trung Quốc và là công ty tiên phong trong việc sản xuất ô tô bay. Trong tương lai, những chiếc taxi bay có thể chở khách trong thành phố mà không cần phải lo lắng về những con đường tắc nghẽn. Tuy nhiên, loại hình giao thông này còn nhiều thách thức lớn, gồm tuổi thọ pin, độ an toàn, kiểm soát không lưu và vấn đề về cơ sở hạ tầng.